nay mình xin hơi giới thiệu các bạn một cái thế tài đánh cắt dây arpeggio của âm dài thứ bảy. Tại sao gọi là thứ bảy mà không gọi một cái chi tiết? Bởi vì với cái thế tài này các bạn áp dụng trên khắp cần đàn, các bạn suy ra được hết cả âm dài thứ bảy, ví dụ như là la thứ bảy, rê thứ bảy, mi thứ bảy, si thứ bảy, vân vân. Và nó tính logic nó rất cao. Các bạn áp dụng hai thế tài này các bạn rất dễ suy ra các thế tài khác. Nó rất là hay. Và đánh cắt dây, đánh cắt dây thì khi các bạn đánh được cái arpeggio này rồi thì các bạn có thể áp dụng các bài tiếp theo. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tapping, và rất nhiều tài guitar thế giới đánh tapping cắt dây mà nói ra cái arpeggio này rất là hay ha. Thì chúng ta sẽ có hai cái dạng cùng thế tài như nhau nhưng các bạn đánh trên các cặp dây khác nhau mà thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ tập ở trên dây số 6, số 4 và số 2. Số 6, số 4, số 2 nha các bạn. Thì cái nốt gốc của nó chính là cái tên của cái âm dài các bạn tập luôn, thứ bảy luôn. Ví dụ bây giờ mình sẽ tập đầu tiên trên cái ngăn 5 của dây 6, tức là nốt la. Vậy cái arpeggio này là la thứ 7. Và cái thế tài nó như sau. Các bạn có các nốt chúng ta là ngăn 5, dây 6, sau đó tới ngăn 8, rồi sau đó dây 4 là ngăn 5, ngăn 7, dây 2 là ngăn 5, 8. Đó, các nốt của nó là như vậy mà thôi. Và chúng ta tập để cho ghi nhớ các bạn. Thì với cái thế tài này, các bạn kéo lên khắp cái cần đàn và chúng ta chỉ cần nhớ cái nốt gốc của các bạn là nốt la, thì nó là la thứ bảy. Vậy bây giờ chúng ta kéo đến nốt si. Đó là si thứ bảy. Đơn giản, các bạn kéo lên tới ngăn 12 nốt mi, thì bạn đánh nó là mi thứ bảy. Rất đơn giản đúng không? Và để cái câu đó các bạn tập xong rồi, chúng ta sẽ tập một cái câu sequence, tức là một cái câu chúng ta lặp đi lặp lại một tí để cho nó nghe nó hay hơn tí ha. Ví dụ như sau. Câu như vậy các bạn tập có thể liên kết các dây với nhau, các bạn tập cái tài nó cũng rất là tốt. Hoặc là bạn có thể đánh chicken picking, dùng cái ngón móc vô như sau. Nào, có thể kết hợp pull up ra nữa ha, các bạn có thể tập được. Thì với cái thế tài này xong rồi, chúng ta có thể giảm nó xuống 1000 hết. Giảm xuống 1 dây hết. Thì chúng ta xuống dây số 5, số 3 và dây số 1. Cùng thế tài như vậy, nó sẽ ra cái âm dài tương tự. Ví dụ bây giờ chúng ta bắt đầu xuống ngay ngăn 5 của dây số 5, đó là nốt rê. Vậy thì cái âm dài tiếp theo của bạn tập là rê thứ 7. Thế tài nó bấm giống như lúc nãy thôi. Chúng ta có ngăn 5 nè, ngăn 8. Sau đó các bạn xuống dây 3, 5, 7, dây 1, 5, 8. Rê thứ 7. Tương tự chúng ta có nghe dây 5 này nó rê nè. Bây giờ các bạn kéo lên tới ngay ngăn số 10, nó là nốt son. Vậy thì các bạn đánh nó là son thứ 7. Chúng ta tương tự. Đơn giản đúng không? Thì với cái kiểu như vậy các bạn tập đánh lên đánh xuống để các bạn ghi nhớ, và chúng ta tập từng cái chúng ta kéo khắp cần đàn, thì sau này các bạn định danh nó rất dễ, bởi vì cái nốt gốc của nó bắt đầu nó là chính cái tên của nó luôn. Thì câu dưới này chúng ta cũng tập giống như câu lúc nãy nha.
tự các bạn sẽ kéo lên cái ngang khác. Thì hy vọng bài tập này cũng sẽ giúp ích cho các bạn trong việc âm tao luyện ngón và ghi nhớ các âm dây thứ bảy. Và trong các clip tiếp theo mình sẽ hướng dẫn là về âm dây trưởng bảy, hà nghe có mùi nó rất là lạ ha. Và hy vọng rằng là sẽ luôn được ủng hộ của các bạn với kênh Guitar for Freedom. Hãy like, share, comment. Nếu các bạn có nhu cầu mua phơ đàn guitar, amply các kiểu, có thể ghé thăm website Amigos Guitar của mình, cung cấp với giá rất là phải chăng. Còn các bạn nào chưa rành về guitar điện, biết guitar thùng, muốn nhảy qua guitar điện luyện tập, có thể tham gia các khóa học kỹ thuật guitar điện cơ bản và áp dụng của mình. Các bạn đăng ký một lần, học trọn đời nha các bạn. Trong đó nó sẽ hướng dẫn các bạn rất là chi tiết những cái kỹ thuật guitar điện và sẽ giúp cho các bạn có cái nền tảng vững chắc để phát triển trên con đường tự học nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Bye bye.